Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 410. Bài này làm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ phần đếm đồng phân của những hợp chất thơm. Những bạn nào yếu có thể tham gia khóa này bằng cách là truy cập trong web trên đỉnh đây. Quay lại bài mã số ID là 410. Việc đầu tiên chúng ta phải thêm vào nữa là các em phải tìm ra công thức phân tử, chứ người ta không cho trần trụi ngay. Đó là mất thời gian của chúng ta luôn. Thế thì thầy có luôn. Các em tìm ra là C8H10O bằng cách tìm tỷ lệ số mol C trên HCO sẽ là 8, 10 và 1. Sau khi tìm được C8H10O rồi, các em tính tổng pi vào vòng. Pi vào vòng các em nhẩm ra bằng 4. Suy ra là nó nằm trọn ở trong vòng nhân thơm. Vậy bên ngoài của thầy phải là no hết. Đó. Thứ hai, người ta yêu cầu gì nữa? Số đồng phân ancol thơm. À, người ta cho các em luôn điều kiện rồi. Viết trần trụi luôn. À, viết ancol thơm luôn mà không cần phải tư duy xem là ete hay là phenol nữa rồi. Nó chính là ancol thơm. Vậy các em cứ trần trụi mà vẽ ancol thơm thôi. 8 thì bằng 6 cộng 2. Các em gắn OH vào các vị trí nhánh. Thì ở đây thầy có là hai vị trí gắn. Vậy có hai đồng phân. 8 bằng 6 cộng 1 cộng 1. Như vậy thầy gắn OH vào vị trí ở 1C bên ngoài. Tra sang bên này thầy có là hai gốc R1 và R2 tương ứng. R1 là CH3, R2 là CH2OH. Vậy thầy có 3 đồng phân octo, para và meta. Tổng số đồng phân của thầy sẽ là 5 đồng phân ancol thơm. Vậy đáp án thầy có là B. Đó.